kia kia có loại này phá hủy vừa rồi. Help me. Đéo tin. Giờ gắm như cục sạc vào phòng lên 700 rồi. Hello, và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel để của mình. Thì ở clip hôm nay mình sẽ tiếp tục đi matching của mọi người lạ, trà trộn cộng đồng tiếp anh em ạ. Thì hôm nay sẽ không? Khác như những cái clip mọi hôm là mình sẽ chơi ở cái map Sandhog, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chuyển qua cái map Iriango này. Nhiều anh em đã bảo mình làm rồi. Là auto matching anh thử làm cái map 1 đi. Thì hôm nay sẽ sang cái map 1 để xem dư nào. Thì vào trong trận thì đã có 3 thanh niên mở mic rồi. Nên quyết định chơi luôn. Trà trộn giả gái luôn. Kéo em top 1 phải chát bụi mù lên. Top 1 sao mà kéo được? À, sao không kéo được? Tay nhỏ thôi. Sao? Đây là tem tấu hài không phải tem sai hát. Không phải tem. Tem tấu hài hả? Tem là tem nhảy dù. Nhảy dù á, ua. Mấy ông cô gái vào thì mấy ông phải kéo lên top 1 chứ. Em bắn gà lắm. Trời ơi, giả ngu tí anh em ơi. Tí nữa tỏa sáng lên nó mới gọi là bất ngờ. Ôi trời ơi, 4 thằng trên nào. Đâu 4 thằng á? Kệ nó. Lấy xe luôn nhá. Lấy xe, ủa sao nhảy vô trên kỳ lấy xe đâu mấy cha nội. Em không biết nữa. Để em bật mic on lên hỏi nó nhá. Nói gì vậy? À mấy thanh niên này nhảy vào đây lấy xe xong rồi ra cản hả? À? Ừ, chắc vậy rồi. Đâu bốn thằng đâu? À, mình không thấy tả. Nó ở đâu? Ok chế. Lấy xe luôn nào các chế. Vãi nồi. À đây rồi, bốn thằng. Nó như mình rồi. À đủ mình thấy đạn 5 này. Hình như cũng là 5. Bình tĩnh bình tĩnh. Ủi định mạnh. Ok ok ok. Đây. Mình tưởng cây súng chứ. Mình tưởng cây súng. Let's go. Mu. Đi té thôi. Nhanh anh hai ơi. Như hôm qua ấy. Ui nó ra nó bắn này luôn này. Ui. À muộn rồi con ạ. Muộn đúng rồi, muộn rồi bạn ạ. Thôi bọn mình rồi, bọn mình sẽ vào cảng thôi. Đầu ra nó là bắn xuống nước này. Vào trong cảng cũng không có người, tại vì là bọn mình vào là team đầu tiên vào mà. Nên là cũng không có người. A đủ. Có hai thằng nhá, một thằng trên giàn giáo. À bọn này vừa mới vào, đúng rồi, bọn này vừa vào. Vừa lấy có một con xe đi ngang qua, hóa ra là cứ tưởng là nó đi mất. Ok. Vừa có hai thằng đi bắt ghi. Nó đi qua khá là lâu rồi, bây giờ nó mới vào. Con bot thôi. Hay quá em ơi, bot anh ơi. Anh phải kéo em vào top 1 chứ. Đậu phộng anh luôn. Knock 1 ở số ngay chân. Knock 1 rồi cơ. Chân số 3 gạt đi. Ngay chân số 3 ấy. Được rồi, đẩy vào đi, đẩy lên đi mọi người ơi. Ôi mình còn chưa có giáp này. Không có giáp hơi khoai, máu lại còn đang yếu đi, nữa. Đang ép đây, đang ép đây. Em ép đây anh, okay. Anh cứ bình tĩnh. Đây này, nó trong kho này, đây rồi. Ủa ôi, khoai thế nhở. Mình không có giáp, mình không dám công, từ đã. Mình phải đợi đồng đội mình vào. Không được, không liều được. Bây giờ mà nó bắt được là nó gạt luôn. Không thể liều được. À, đẩy lên này, này thì đẩy lên này, mình thấy trước cơ mà, mình thấy trước cơ mà. Ủa, sao này bạn bắn kinh lắm, em bắn gà lắm anh ơi, em chỉ là một cô gái thôi, hết rồi, không phải đâu, hai thằng đi bắt ghi này là hai thằng này đấy. Không phải dạng dừa rồi. Không phải dạng dừa rồi à? Không, em bắn gà lắm. Hai thằng chết bố em. Ok, thôi đi thôi các anh, mấy anh ơi, kéo em vào top 1 đi xem nào, nẹ lên. Đi thôi, tầm này trọng hết à, người rồi ơi. Máy bay okay. Á. Ô, có con bot đằng sau. Có bot đằng sau kìa. Xúc con bot luôn. Xúc con bot luôn. Ủa chè, chè hết mặt em rồi. Ôi trời ơi, thế là mình vẫn ăn anh em ạ. Quá phê. Ô, con tiếng xe đằng sau kìa. Mấy anh ơi, đúng rồi. Con tiếng xe đằng sau kìa. Đúng rồi, cua lại băm nó luôn anh ơi.
Trong cảng vẫn còn người. Đúng rồi, trong cảng vẫn còn người. Bọn này vừa đâu vào đấy. Bắn bỏ mẹ đi các anh ơi. Cái kẹt ủi đang nhảy nhót này, đang nhảy nhót này. Nào. Đang nhảy nhót này. Một tên. Bắn này này. Rồi nốc 3 thôi. Nốc 3 thôi. Đẩy lên, đẩy lên. Đặt gió con boss này. À đây rồi, bạn nó ra. Đi ra đây này. Ok ok, clear clear. Clear ôi, rồi, em được kia gánh hết. Em kia gánh hết. Em kia tay to thế. Em kia tay to thế. Clear rồi. Clear rồi anh ơi. Em có biết bắn đâu, em bắn mấy con boss thôi. Chuyện này em kéo anh lên top 1 đi chứ. Đúng rồi. Phải chứ. Ngược lại thì đúng ha. Ngược lại hả? Đâu. Anh phải kéo bọn em vào top 1. Có em bọn anh không phải nhảy dù. Bọn anh không phải nhảy dù vãi trường ạ. Em không biết bắn đâu. Em đâu không biết bắn mà. Đúng. Giờ tôi lia 2-3 tem rồi. Em lia 2-3 tim. Em lia được ai đâu, em hên okay, thôi giảm sạch đó. Em hên thôi. Mấy tiếng này có cái gì chứ không? Em làm gì biết bắn. Đấy là chẳng qua là em nhảy xuống, em nhắm mắt em sấy, chẳng may nó chết chẳng người thôi. Thật ra là em không biết bắn đâu, mấy anh vẫn cứ phải kéo em đấy. Không được đùa đâu, đậu phộng các anh luôn. Này ca này, trong này là ca này anh... một tí, tí nó gọi là xuất thần nhé. Các anh trầm trồ đấy. Đi thôi mấy anh ơi. Đúng rồi, chúng ta đi tìm người đi. Đớp thính, đớp thính chứ còn gì nữa. Thính. Ăn đi, em canh cho. Đậu phộng anh luôn. Một ba anh mà không bảo vệ được. Gọi là một em gái như thế này. Trời. Đúng thật mà, có tiếng. Có tiếng này. Ôi. Mắt tinh vậy. Mắt tinh gì, nó chạy hùng hục đến mà anh. Em lại hên, em lại giết người được đấy. Cam thính không? Đứng đây cam. Cam thính đúng đây, rồi, cam, đi. Cam thính đi. Phải giấu xe ở đâu. Thính này chúng nó vẫn hơi xa rồi anh ơi. Thính này chúng nó vẫn cam, ăn cam điều thính mà. Thôi. Ui, đỗ gì xa thế. Cẩn thận thế. Ui ôi, cái thính ở mãi dưới thấy, kia. Đứng này đâu có thấy thính nữa. Đúng, đứng đây làm sao mà thấy thính nữa. Anh dừng quá hiểm quá. Hiểm quá hiểm luôn, cái thính thì ở tận 2-3 km. Ông đỗ xe được gì rồi. Mà gọi là đỗ kín thế. Đây này, chạy xuống đây này. Đợi bọn đến mà, bọn nó đến mà hốt thôi. Đây đây, chạy dịch cái xe xuống. Đây này, hòn đá này là cực kỳ là hợp lý luôn. Khu nhà, khu nhà chưa đâu. Nếu mà nó dưới đây có người thì lúc nó bắn mình từ lúc lấy thính rồi. Cứ ở đây mà cam thôi. Thằng nào đến bẻ gió luôn. Ủa ôi, đã nằm rồi. Sao lại nằm vậy anh ơi? Anh gì ơi, đứng dậy đi. Không có người đâu. Có người. Không có người đâu. Em còn đang ngồi em lắc lắc này. Quẩy lên anh ơi. Quẩy đi. Lắc. Đu đi. Cái gì nhỉ? Đu đưa đi. Đu đưa tí anh ơi. Lên đi anh ơi. Nhắc lên đi, đúng rồi. Vãi ui. Nhắc lên rồi anh, quẩy đây. Nhắc lên rồi, quẩy mạnh lên anh. Đậu phộng. Lắc lư chứ ai bảo anh đánh này, đánh tôi này, đậu phộng mấy anh luôn. Rồi. Tổ chức đập chảo à? Ờ đúng rồi. Cuộc thi đập mẹ nó chảo luôn. Nào, bơi vào đây, chảo Godzilla đấy. Đi. Đi rồi, tính tính test rồi, đi thôi. Let's go, move. Đi thôi. Thính này không ai ăn anh em ạ. Bên này boss em phải hơi khoai. Let's go. Đúng rồi, đi sang bên đầu bên kia đi. Biết đâu lại vớ được vài thằng nào đấy. Ai lên đồ này kia. Đến, thôi, đi tìm người đi kia làm gì. Em mới được có 9 kill, em đã bắn được ai đâu. Khổ lắm. Trong nhà này chắc không có người đâu. Em mới được có 9 kill thôi. Chưa được ăn cái gì cả. Ơ hình như trong khu nhà có người. Em thấy xe kìa. Enemy giờ hẹt. Mấy anh ơi. Mấy anh gì ơi. Mấy anh đẹp trai ơi. Khu nhà. Khu nhà. Dưới. Cái xe kìa. Khu nhà. Đây. Hack. Trời ơi. Cái xe nó đỗ như kia mà anh bảo hack. Đổ phộng anh luôn. Đây này. Cái xe đây này. Cái xe ở đây này, một tên này. Còn một tên nữa đâu. Cái xe nó ở đây này. Rồi, ok rồi. Bắn mình xuống là mình chết. Ok rồi anh ơi. Con xe đỗ như thế này, không nhìn thấy. Vô lý. Nó không có bạn rồi.
ok rồi đấy. Có hai tên thôi. Nó có nước nước không? Đây, ôi giời ơi. Rất là nhiều nước luôn. Rất là nhiều nước luôn. Rất là nhiều nước luôn. Đây. Mình cho này, mình cho này. Đây 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 đây. Cậu ơi. Nước nước nước. Thằng này em thấy vô lý. Vô lý gì? Ui, vẫn trời ạ, mấy ông này chả nhìn gì. Con xe nó to đùng như thế này vô lý kiểu gì? Thôi đi thôi. Còn gì ở đây đâu? Ờ má, 12 bệt máu. Anh nhìn cái đéo thôi. Đây này, nó ở trong này này. Ừ. Cam mấy bạn này cứ thích đỗ ở cam thôi. Nó ở trên này vừa có tiếng bắn này. Ồ. Đồng đội mình nhìn thấy rồi. Mình chả nhìn thấy quần què gì. Nó trắng xóa à. Ui nó trắng quá. Sương mù dày đặc luôn. Chắc trong khu nhà. Khu trong khu nhà. À, đây 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 đây. Đâu? Đây là đâu? Tao không thấy ta. Ui, đã lổ súng rồi. À đây rồi, đây rồi. Chạy này, chạy này. Nó chạy vào khu nhà rồi. Nó chạy vào trong nhà rồi. Thế là có mấy thằng nhở? Mình thấy mỗi thằng chạy vào thôi. Mỗi thằng chạy vào thôi. Thành đầu tài vậy. Khó nhở, khó công thế nhở? Cái đường này. Chạy vào thì hơi khoai anh em ạ. Tại vì nào trước là khu gọi là khu gì nhở? Mình quên mất rồi. Vừa ấy nó chạy tầng 1 nhưng mà bây giờ không nhìn thấy nữa. Thì vừa nãy mình thấy nó vào rồi nhưng mà bây giờ công vào là một cái đường quá trống. Nó mà đứng ở trên tầng nó xấy xuống thì sấp mặt. Bây giờ phải từ từ phải lốc được một tên cơ. Từ từ đã, mình phải đến cái gốc cây này xem nào. À, nhìn rồi kìa, dưới tầng 1 kìa. Nào thò gì nữa mấy anh trai. Đã đủ xấy rồi. À, ui, có tận 2-3 thằng luôn này. Từ 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 từ. Nào thò ra. À, mở cửa. Mở cửa bước ra. À đây rồi. Đây 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 rồi. Rồi nó một tên rồi. Vào đi vào đi vào đi. Vào đi mấy bạn ơi. Lên đi mấy anh ơi. Lên đi mấy anh ơi. Em đang bơm máu. Rồi 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 xong rồi. Đẩy đẩy đẩy. Dầu nhất đây. Đẩy luôn đẩy luôn. Đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn. Cho nó quả lết đúng rồi. Nhồi 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 bom vào mấy anh ơi. Nhồi bom vào mấy anh ơi. Nhồi thêm cái cửa. Có xe tới. Nhồi. Ui định mệnh. Quăng nhập quăng nhập. Quăng nhầm. Có thằng bên ngoài. À trên nhà này cũng có này. Bùm. Ui lại lốc rồi. Hay quá. Ui mình quăng. Ui mình quăng quả bom nấp 2 luôn này. Vãi nồi ngon thật sự. Rồi xong. Clear team đấy. Tên ở trên này nhảy ra ngoài rồi. Mình vừa nghe thấy nhảy ra. À rồi rồi rồi. Ok ok. Đâu vậy? Hello bác tài. Hello bác tài ơi. À gốc cây à. À, gốc cây à? Lại lùi nhây trong cái gốc cây à? Không có ra ngoài, nốc chờ anh Sơn. Chưa. Nó vẫn đang táp này. Nó vẫn đang táp này mấy anh ơi. Mấy anh gì ơi? Đó, ở đoạn đó. Mấy anh cứu em với, em chỉ là một cô gái. Chân nếu tay mềm thôi. Quả bom này giết bạn luôn này. Anh nhìn thấy cái gì luôn? Giết bạn luôn này. Ui, không tới. Quả này là thanh niên này cũng ăn khá nhiều đam ấy. Nào, thò ra xem nào. Nào, thò ra. Thò ra. Ui giời ơi. Clear rồi. Xong. Clear rồi. Rồi xong. Xong rồi. Game dễ rồi. Gặp ngay siêu nhân đó. Lại gặp ngay siêu nhân. Siêu nhân gào. Siêu nhân gào. Vậy chứ. Em có biết bắn không? Mấy gào rồi. Không, em không biết bắn. Em lại hên thôi. Khổ quá mấy anh ạ. Em hên thôi. Ở đây. Đấy, gốc cây đấy, xác nó ở đấy. Nó bảo em hên thôi lại còn. Chứ em không biết bắn gì đâu. Ô, vẫn còn người kìa. Vô lý. À đủ. Enemies ahead. À, chạy à. Nào, đấy. Bước sang. Mày bạn của ấy. 7k ghê đấy. Không, nó một. Bên trái có. Enemies ok, ahead. Từ từ. Mình bước qua đời nhau này. Một đầu thôi. Ok ok, nó trúng một đầu rồi. Chạy này, chạy đâu. Ui ôi. Mình chỉ nhìn thấy mờ thôi. Đây này. Nào, thò ra cái cây đi. Bạn thò ra cái cây mình xem nào. Nó mé trái của hòn đá nha. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. À, con sầm mốc à. Ghê đấy. Bạn ghê đấy. Nào, bạn bước qua đời mình đi. Rồi, ui hay quá bạn ơi. Hay quá anh ơi. Chai rồi. Chai rồi. Xương tan rồi. Bắn bỏ mẹ đi các anh ơi. Bắn bỏ. À có thằng chạy này. Chạy đi đâu. Chạy
đi đâu. Ôi trời ơi, chạy đâu. Còn một tên nữa kìa. Còn một tên nữa này. Ui. Thằng ấy bị thấy tí chết kìa. Rồi. Lia rồi, lia rồi. Được. Ok xong, rồi. Xong. Quay lại. Bo. Bo mọi người ơi. Ôi mẹ thấy hết cả đạn luôn. Mình cứ càng lấy. Ờ đúng rồi, body. Mấy bạn này nói em nói chuyện khá lịch sự. Á đủ. Có tiếng ốp bắn. À đây này. Này thì ốp lại. Này thì ốp. Á đủ. Đậu phộng. Mình vỉa có 1-2 viên mini thôi. Bạn làm phát đau thế. Căng thẳng vậy. Trên đồi. Ok. Nó có ốp đấy. Cẩn thận. Đi thôi. Cam. Đây vào đây đón em. Trời ạ. Đón mình đi bạn ơi. Đón mình đi bạn ơi. Ủa ôi. Nó làm phát đầu đau thế. Từ bơm máu. Bơm máu trước. Nó cũng yếu lắm rồi. Mình sấy quả đấy là nó căm khá nhiều đạn rồi. Đặt câu nhanh. Không dây. Bò cuối rồi anh ơi. Anh gì ơi. Nhanh lên. Ôi nước sôi lắm rồi. Anh ơi nước sôi. Á đủ lại còn sấy này. Sấy đi. Ủa sấy trúng cho 10 tỷ. Nâng thêm 10 tỷ nữa là 20 tỷ này. 20 tỷ cho mấy anh dai sấy đi. Cái thoải mái đây. Đậu phộng với anh ơi. Rồi, chỗ này quá đẹp. Ủa chết con mẹ trong mày rồi con ạ. Chết con mẹ trong mày rồi à. Ủa đỗ quả xe chất lừ. Em là hình như 3 thằng. Đậu phộng các anh luôn. Đậu phộng các bạn luôn các bạn. Có một thằng. Ủa má, một thằng nằm đây. Rồi thằng này tem nè. Như vậy là tem cái còn nguyên. Đây này. Bên đây có người nè. Ui nó có ốp từ á. Phải, hai bên rồi. Phải hết sức từ. Rồi mỗi thằng chúng cả mã đạn rồi. Nào, ngó này. Một tên. Công lên. Hai tên rồi. Ui, nốc hai rồi. Okay. Đẩy dâu nhất đi. Đẩy. Còn gì nữa? À, một thằng chạy kìa. Chạy này. Ui giời. Ôi thôi xong rồi. Toang rồi. Cứu. Siêu nhân bị giết à? Siêu nhân gì trời ạ. Okay, nó cứu thằng đá cho anh à. Cứu em mấy anh ơi. Ai gần cứu đi. Lại lốc tiếp kìa. Nốc thằng đá rồi. Ghê thế, mấy anh bắn ghê thế. Số 1 cứu số 3 cứu đi. Cứu đã. Nốc nghe này. Rồi, một tên ra đi rồi. Còn 3 tên. Á đủ. Ơ, sao quả đấy nó bắn mình không bị làm bị gì nhỉ? Ui thôi rồi. Ông số 1 lốc rồi. Rồi lên cứu anh luôn. Nó vẫn cố bắn mình anh em ạ. Cố. Rồi, nốc tiếp, định mệnh bạn luôn. Lốc bạn lần 2 rồi. Thằng đó có bạn công lên luôn. Ok. Đồng đội mình cứu được rồi. Đẩy đi. Đẩy đi mấy bạn ơi. Mấy anh ơi. Mấy anh gì ơi? Đẩy. Xúc nó luôn này. À, nó nằm đây à? À thằng này bị nốc. Thế là nó còn 2 thôi. Thế nó còn 1 thôi. Bò cái gì? Nhẹ, mình lốc một bên rồi. Tôi lốc một thằng rồi. Thì nó còn 1 đúng không? Đúng rồi, còn 1 thôi, tầm này chắc là cứu xong rồi. Cái thằng mèo kia nó được ném khói cứu kìa. Ok, đâu rồi? À đủ. Nó sang đây rồi. À, chạy đi đâu? Cái này thì đi này. Rồi, còn một tên nữa thôi. À nằm này. Nằm đây này. Wow. Xong luôn. Bắn hơn siêu nhân. Ui em có biết bắn đâu. Mấy anh buồn cười thật. Kéo em vào top 1 chứ. Em ấy bắn kinh quá. Quá hay anh em ạ. 18 kill. Ok là như vậy là mình cũng hoàn thành một trận đấu top 1. Trà trộn với người lạ chúng ta khá là vui. Khi mà gặp ba anh chàng ở đây. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nha. Hẹn em những clip tiếp theo. Các bạn. Bye bye. 18 kill cơ mà.